Hôm nay tôi là Vũ Tuyến. Tôi cầm cái kìm với cái búa đến trụ sở công an Khánh Hòa. Tôi sẽ sửa cái cân này. Đây, hôm nay tôi quay đây là búa với kìm. Đấy, búa với kìm đây. Là đây đến trụ sở công an, phòng công an giao thông Khánh Hòa để tôi sửa cái cân. Đấy, cái cân này là cái cân này tôi sửa cái cân là cái cân công lý. Đấy, cái cân này là không nó bị lâu nay nó bị sai nên hôm nay tôi đi sửa. Đấy, là cái vì cái cân này là cái con người công an ấy, là dân đẻ ra ăn lương của dân, dân cho nhà nước cho được tiền của dân mà cố ý làm sai làm khổ dân, trong đó có tôi. Thứ hai nữa tôi nói, nếu mà cái ngành công an ấy, nếu mà mấy ông đứng đầu là đội trưởng Nguyễn Xe Hồng, đội phó Lê Bửu Thọ, đấy, đội phó Bửu Thọ, nếu mà không đủ trình độ năng lực ấy thì đồng nghĩa về đi chăn bò. Tôi trang bị cho cái que không, đây không đây tôi làm những nhiệm vụ của tôi. Tôi nói kỳ cường hôm qua rồi mà hai hôm đó, hôm nay là tôi cũng không quay lại tôi tới nữa. Đấy, đấy, đây tôi là Vũ Tuyến, đây tôi Vũ Tuyến, ai tới bắt được thì cứ bắt đi. Đấy, cái cây tôm này tôi cầm cái búa với cái kềm này lên là sửa cái cân, là cái cân công lý lâu nay là làm khổ nhiều người dân, trong đó của tôi đó. Đây xe của tên là Hồng Gà. Đây, đấy, không ai sửa được để tôi sửa. Đấy, mẹ ăn lương của dân, dân đẻ ra. Đây, đấy, cái búa kìm để tôi đi sửa. Cứ hai ngày tôi son phấn đẹp gái lên tôi sửa một lần. Tôi sửa kỳ xong thôi. Đây các ông các bà các toàn dân. Đấy, đây là trụ sở đội giao thông đội cảnh sát giao thông thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, đứng đầu là Nguyễn Sĩ Hồng gọi là Hồng Gà, thứ hai nữa là phó trưởng là Lê Hoàng Biểu. Nếu hai con người này cố ý làm sai thì tội phải nặng hơn. Đấy, đấy, cố ý làm sai, còn nếu mà yếu ấy thì về là chăn bò. Đây tôi cầm cái búa kìm đây, tụi mẹ tôi đi sửa cân này kia. Tôi quay đây là ông Hồng đại đội trưởng cố ý làm sai pháp luật. Cái thứ hai là không trình độ năng lực thì đồng nghĩa về chăn bò. Tôi trang bị cho cái que đây, trụ sở đây, cứ hai ngày tôi quay một lần, ăn lương của dân đẻ ra thì mẹ nhà nước nuôi cho ăn đi học cũng tiền của dân, mà làm ăn như con cặc thì mẹ làm khổ dân. Má nhìn vô bất xúc lắm hả? Đang ở cơ quan nhà biết rồi, hiểu rồi, được rồi. Đây tôi kịp cái búa kìm đây, tôi đây, Vũ Tuyến đây. Thôi được rồi, hôm nay tôi làm cái nhiệm vụ đó. Thôi được rồi, rồi tôi để đi chỗ khác, đã xong nhiệm vụ. Rồi bây giờ là cái chỗ này là mình phát trực tiếp. Đấy, tụi mẹ cố ý làm sai. Cố ý làm sai, sai coi như là luật giao thông Việt Nam. Tôi sẽ cầm cái búa với cái cân đi sửa chữa mà. Đây, trụ sở đội giao thông đây. Đây, đấy, tôi quay đây là trụ sở, đứng đầu là Nguyễn Sĩ Hồng, Hồng Gà. Đây, tôi sẽ cầm cái búa kìm tôi sửa chữa cái cân này. Tôi là Vũ Tuyến đây. Hôm nay ngày 2/1/2018, thì mẹ đất nước đã hội nhập sinh thái Bình Dương TB rồi, và vấn đề chứa những con người như này nữa. Cái thứ hai nữa là bây giờ là đã đây. Đây. Không phải chỗ quay là quay đâu. Được chưa? Đấy,